xem, Phương sẽ đi mẫu cho bạn xem. Và cách bước, mình sử dụng chân phải, mình đi trước. Cách đếm 1, 2, 3, kề 2, 2, 3, kề 3, 2, 3, kề 4, 2, 3, kề. Đây là cách đi kề chân. Và bây giờ mình kết hợp các dòng số 8 và mình treo hông. Bạn xem, tay mình giữ cái khung bước ngang 2 3 1 2 3 treo 2 2 3 treo 3 2 3 treo 4 2 3 treo. Phương đi cách điểm và số để cho bạn dễ hình dung và dễ tập hơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 và mình chém chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 quay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 và mình bước lên 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 ngang 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 lùi về 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 ngưng. Đây là những cái bước bachata căn bản để cho các bạn có thể là tập và đi giao lưu trong cái sàn nhảy. Mong là các bạn có một cái vũ điệu bachata rất là dễ thương để sử dụng trong mùa Giáng sinh. Chúc các bạn vui vẻ và hẹn gặp lại.